Năm 2023, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quận Bình Thạnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều mô hình, cách làm, giải pháp thiết thực. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân trên địa bàn quận. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Ba nhiệm vụ trọng tâm: huy động sức mạnh của đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội cơ sở đầy tâm huyết, năng động, sáng tạo, tham gia đóng góp thực hiện chủ đề năm 2023, tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ công tác hội của đội ngũ cán bộ hội từ quận đến cơ sở để chất lượng sinh hoạt ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội trong bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, hành động vì cơ sở, khắc phục những hạn chế khó khăn về chất lượng hoạt động, thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của hội viên phụ nữ gắn với việc thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 11. Kết quả đạt được như sau: thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc, phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hội nghị học tập chuyên đề 2023 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, khen thưởng 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức hội thi kể chuyện về Bác trong nữ tu Bình Thạnh với chủ đề Tháng Năm Ngời Sáng với 22 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức hội thi thiết kế infographic Gương Sáng Phụ Nữ Quanh Tôi với 23 sản phẩm chất lượng từ 23 cơ sở hội, giới thiệu gương trên trang fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và cơ sở. Phối hợp Trung tâm Văn hóa quận tổ chức triển lãm ảnh Áo dài nét đẹp của phụ nữ Bình Thạnh, tổ chức diễu hành áo dài truyền thống sắc màu Bình Thạnh, hội thi áo dài truyền thống với chủ đề Phụ nữ Bình Thạnh tự hào áo dài Việt Nam. Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo quận với cán bộ hội viên phụ nữ năm 2023 với hơn 10 ý kiến phát biểu góp ý tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế văn hóa xã hội theo tinh thần nghị quyết số 31 NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ 12. Đặc biệt, trong năm 2023, mô hình chuỗi cửa hàng áo dài không đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận được ra mắt với 4.380 bộ áo dài phục vụ cho hệ thống 20 cửa hàng được bày trí đẹp, thuận lợi cho hội viên phụ nữ. Đặc biệt, trong nữ công nhân hội viên khó khăn, chưa có áo dài đến chọn, thử và nhận chiếc áo dài ưng ý nhất, góp phần lan tỏa tôn vinh hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam. Thực hiện chủ đề năm 2023, tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở và khâu đột phá, tập trung xây dựng chi tổ hội vững mạnh, xây dựng tổ chức hội hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả. Xây dựng và duy trì mô hình phụ nữ Bình Thạnh cùng sách xuống phố, xây dựng và chuyển tải 50 đầu sách và chuyên mục học tập và làm theo Bác trên website của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Hội thu 1.500 đầu sách bổ sung vào tủ sách không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các tiêu chí cán bộ hội giỏi năm 2023 được định hướng, các cơ sở hội đã triển khai cho 1.805 cán bộ hội đăng ký. Qua đó, cán bộ hội giỏi đạt cấp phường 1.695, đạt cấp quận 204 chị. Thông qua các nội dung đăng ký, đội ngũ cán bộ hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào cuộc vận động, tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc cụ thể,
tổ chức các hoạt động đa dạng thiết thực, phù hợp thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn quận tham gia góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Tổ chức hội thi cán bộ hội giỏi cấp quận và cơ sở gắn với chủ đề năm và đợt thi đua đặc biệt mỗi ngày một sáng kiến. Bên cạnh đó, 23 cơ sở hội chủ động tổ chức liên hoan cán bộ hội cơ sở giỏi tại cơ sở. Xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở là then chốt trong xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, với phương châm hướng các hoạt động về cơ sở. Trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã chú trọng triển khai các hoạt động tại cơ sở, nâng cao tính chủ động sáng tạo từ chi tổ hội, thông qua việc vận động thực hiện tổ chức và tham gia với nhiều hình thức phong phú đa dạng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi tại 4 cụm thi đua. Tổ chức chuyên đề, cách nắm bắt dư luận xã hội, đi bộ đồng hành, chương trình cà phê sách chủ đề, sách giá trị tinh thần của phụ nữ thời đại mới tại cà phê sách Văn Lan, phiên tòa giả định, tư vấn pháp lý miễn phí về cố ý gây thương tích bạo hành với trẻ em, hội thi phụ nữ cụm 1 tự tin tiếp bước nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, hành trình đến với di tích và tìm hiểu lịch sử tại nhà truyền thống và đền Hai Bà Trưng. Tổ chức ngày hội Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hội thi chọn giá đúng, thực hiện chương trình bán hàng bình ổn giá và đi chợ giúp người nghèo, trao tặng 50 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, 50 chậu hoa cho hội viên phụ nữ, gian hàng vì một môi trường xanh, đổi sách báo cũ lấy cây xanh, gian hàng rau củ quả không đồng, gian hàng áo dài không đồng, tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu luật an ninh mạng, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề đất nước trọn niềm vui, gặp gỡ cô Trần Thị Em, vợ thiếu tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương. Tổ chức ngày hội đồng hành cùng phụ nữ yếu thế, chăm lo 25 suất quà phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hồi gia hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, bán hàng bình ổn giá, trợ giá từ 5% đến 10% các mặt hàng, hỗ trợ 100 phiếu mua hàng, thực hiện gian hàng quần áo miễn phí, bánh mì không đồng, tổ chức hành trình về nguồn và hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao năng lượng cán bộ chi tổ hội tại cơ sở, tại đền Bến Dược Củ Chi, đêm nhạc hạnh phúc nơi ta tìm về, tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức bộ sách 85 năm phong trào phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh 1930-2015, đêm hội trung thu cho em, trao quà Tết trung thu cho 40 trẻ em người dân tộc Chăm và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức chương trình Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, hành trình về nguồn phụ nữ cụm 4 tiếp nối truyền thống. Chuyên đề kỹ năng nuôi dạy con và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Chuyên đề hướng dẫn sử dụng mạng xã hội tích cực, vận động ứng xử văn hóa trên không gian mạng. Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng câu lạc bộ chủ nhà trọ an toàn. Chương trình giao lưu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu với nữ thanh niên hội viên ưu tú kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Đặc biệt trong năm 2023, hưởng ứng phát động tháng cùng phụ nữ hành động lần 1 năm 2023, 4 cụm thi đua có nhiều hoạt động phong phú như tổng vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn, chăm lo 50 suất bữa ăn dinh dưỡng cho phụ nữ neo đơn già yếu, trao tặng 10 công trình tương trợ, tổ chức tập huấn kỹ năng thoát hiểm và xử lý tình huống khi có cháy, phát động và trao tặng cây xanh vì một Bình Thạnh xanh, thực hiện trao tặng 30 suất quà cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc miễn phí, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 100 hội viên phụ nữ và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt mô hình gian hàng sản phẩm gia dụng không đồng, tặng 100 phần rau củ quả từ gian hàng rau củ quả không đồng, 150 phần bánh mì không đồng, thực hiện chăm lo 25 suất quà cho hội viên phụ nữ, 5 phương tiện sinh kế, 70 chậu cây xanh, gian hàng rau xanh không đồng. Tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe phòng chống các loại dịch bệnh hiện nay, chương trình siêu thị không đồng cho hội viên, cho cán bộ hội viên phụ nữ, người già neo đơn, nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức gian hàng thời trang không đồng với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và phường đã tổ chức thực hiện các nội dung sau: thực hiện sửa chữa chống dột 11 căn nhà, trao tặng 55 phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội nghị tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2022-2023 và trao 707 suất học bổng niên học 2023-2024, thực hiện trao 84 giấy chứng nhận mẹ đỡ đầu cho các mẹ là chi hội trưởng và các mẹ đỡ đầu là mạnh thường quân,
Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận quan tâm chăm lo cho cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8 tháng 3 với tổng kinh phí 1 tỷ 572 triệu đồng. Công tác củng cố tổ chức hội, hiện nay toàn quận có 90 chi hội và 1.510 tổ phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận luôn quan tâm việc củng cố nhân sự Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, nhất là nhân sự Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường còn thiếu. Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy bố trí chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 21, phường 6, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14, phường 22 và 25. Tổ chức hội nghị tọa đàm hướng về cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động chi hội tổ hội phụ nữ, thực hiện khâu đột phá năm 2023. Phối hợp với Trung tâm Chính trị quận, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội dành cho 132 cán bộ hội cơ sở là thường trực, ủy viên ban chấp hành, chi tổ hội phụ nữ, tổ chức lớp sơ cấp chính trị cho 28 cán bộ hội cơ sở và lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 90 chi hội trưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn quận đã giới thiệu 121 hội viên ưu tú sang đảng, xem xét kết nạp, phát triển đảng từ hội viên ưu tú là 40 trên 121 hội viên, đạt tỷ lệ 33,05%. Trên cơ sở các tiêu chí cán bộ hội giỏi năm 2023 được định hướng, ngay từ đầu năm, các cơ sở hội đã triển khai 1.805 cán bộ hội đăng ký. Thông qua các nội dung đăng ký, ngũ cán bộ hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động, tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc cụ thể, tổ chức các hoạt động đa dạng thiết thực, phù hợp, thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn quận tham gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Kết quả bình xét cán bộ hội giỏi năm 2023, tổng số cán bộ hội đăng ký 1.805 chị, trong đó tổ trưởng phụ nữ 1.508 trên 1.508 đạt tỷ lệ 100%, ủy viên ban chấp hành chi hội 297 trên 297 tỷ lệ 100%, tổng số cán bộ hội đạt 1.695 trên 1.805 tỷ lệ 93,90%, trong đó tổ trưởng phụ nữ 1.398 trên 1.508 tỷ lệ 92,70%, ủy viên ban chấp hành chi hội 297 trên 297 tỷ lệ 100%. Qua bình xét cấp quận, có 204 chị đạt danh hiệu cán bộ hội giỏi và được tuyên dương trong hội nghị hôm nay. Năm 2023 vừa khép lại, bước sang năm 2024 cũng là năm diễn ra liên hoan cán bộ hội giỏi lần thứ 29 với nhiều cơ hội và thử thách mới, với sự chung sức đồng lòng của đội ngũ cán bộ hội trẻ có trình độ, luôn năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động hội và phong trào phụ nữ, luôn chủ động trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hy vọng nhiều điều bất ngờ sẽ chờ đợi chúng ta ở năm 2024. Năm mới, quyết tâm mới, thành công mới, thắng lợi mới.